vấn tuyển sinh theo 3 kiểu: miền Bắc, miền Trung, miền Nam. Dạ vâng, em chào anh ạ. Anh ơi, bên trường em thì hiện tại đang có khóa học về sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy, sửa chữa điện lạnh, điện tử, điện dân dụng, điện công nghiệp và điện nước ạ. Anh đang muốn tìm hiểu khóa học nào ạ? Vâng, ở bên trường em thì chủ yếu là học thực hành thôi anh ạ. Học xong thì mình sẽ có việc làm luôn và có thu nhập ổn định luôn ạ. Mình chỉ cần chuẩn bị căn cước photo này, ảnh và một phần học phí thôi anh ạ. Vâng, em hẹn gặp anh ở tại trường nhé. Dạ em chào anh. Dạ, ở chỗ em đi, bữa nay đang có nghề sửa chữa ô tô này, sửa chữa xe máy này, sửa chữa điện lạnh này, điện tử này, điện dân dụng này, điện nước này. À rồi anh muốn học nghề chi rồi anh ơi? Bên em chỉ học thực hành thôi, không học lý thuyết xuống mau. Học chóng là nhà trường giới thiệu việc làm cho đi làm luôn, có tiền luôn. Nó cần chi nhiều mà anh ạ? À, anh chỉ cần chuẩn bị cho em cái căn cước photo này, cái ảnh này, một tí học phí nữa là được rửa đó, rửa là xong rồi anh ạ. À. Vâng ạ, rửa bữa mỗi hẹn gặp anh tại trường ấy. Vâng, em chào anh. Dạ, em chào anh. Dạ, ở trường em hiện tại có các khóa học về sửa chữa ô tô, sửa chữa xe máy, điện lạnh, điện tử, điện dân dụng, điện công nghiệp, điện nước. Dạ, anh muốn học khóa nào ạ? Dạ, bên em chủ yếu là học thực hành nha anh. Học xong trường giới thiệu việc làm miễn phí cho các bạn luôn anh ạ. Dạ, không có gì phức tạp hết á. Anh chỉ cần chuẩn bị cho em một cái căn cước nè, một ảnh nè, và kèm theo một ít học phí nữa là được rồi. Vậy là đủ ạ. Dạ, vậy anh nha. Hẹn anh tại trường nha.